Trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà còn có hướng chương trình kiểm tra tiến độ xây dựng bến cảng Liên Diễu, thành phố Đà Nẵng, phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Công thi có ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó hướng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trình. Cảng Liên Chiểu được quy hoạch với tổng diện tích 450 ha, đầu tư theo tiêu chuẩn cảng loại 1, Phần hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, dán được khởi công cuối năm 2022. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, giá trị khối lượng đạt khoảng 407 tỷ đồng, đạt 15,5% giá trị khối lượng hợp đồng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu đáp ứng tiến độ đề ra theo kế hoạch dự kiến. Phó Thủ tướng lưu ý, sau khi xây dựng xong phần hạ tầng dùng chung, thành phố Đà Nẵng cần phải cân nhắc kỹ việc lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên doanh nghiệp có kinh nghiệm kỹ thuật trong xây dựng cảng biển trên thế giới. Cảng Liên Chiểu nằm trên đường vận tải hàng hải quốc tế, khả năng cạnh tranh cao với một số cảng biển trong khu vực. Việc lựa chọn đối tác phải dựa trên tiêu chí cân bằng lợi ích của quốc gia, lợi ích vùng, bảo đảm phát triển theo hướng cảng xanh, bền vững.